quý khán giả vừa nghe bản tin chi tiết. Thưa quý vị, lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam luôn nói rằng họ sẵn sàng lắng nghe ý dân, đặc biệt sau khi có phản ứng mạnh mẽ về hai dự luật đặc khu và an ninh mạng. Thực tế ra sao khi một trong hai dự luật bị phản đối vẫn được thông qua, dù có kiến nghị phải tiến hành trưng cầu dân ý theo luật hiện hành? Lan Hương có bài tìm hiểu. Luật trưng cầu dân ý của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và được nói là sự thể chế hóa quyền dân chủ trực tiếp của công dân được hiến pháp quy định. Theo luật này, thì cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, luật sư Ngô Anh Tuấn thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho chúng tôi biết, kể từ khi luật trưng cầu dân ý có hiệu lực đến nay đã là 2 năm, nhưng chưa một lần được áp dụng. Chứ không đại biểu quốc hội nào có đề xuất là cái dự luật này là đưa ra trưng cầu ý dân thì chưa có một việc nào. Có dù là bộ luật nó quy định rất rõ là các vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng rồi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng rất lớn đến các vấn đề kinh tế xã hội, phát triển kinh tế xã hội, nhưng mà cho đến thời điểm này thì chưa có trong cái trường hợp nào là đưa ra trưng cầu ý dân cả. Ngay tại những trường hợp như luật đặc khu vừa rồi hay là luật quân án lâm đảng thì cũng chưa hề có đại biểu nào đề cập đến vấn đề này cả. Đến khi vấp phải phản ứng của dân chúng về dự luật khu hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng rằng chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và công chúng về điều khoản cho người nước ngoài thuê đất gần một thế kỷ trong dự luật về đặc khu kinh tế này. Tương tự, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đăng đàn phát biểu kêu gọi người dân hãy bình tĩnh vì Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến của người dân. Về vấn đề lãnh đạo lắng nghe ý kiến của người dân, anh Viễn, một người dân ở Hà Nội, cho biết quan điểm. Có vẻ như có lời này. Bằng chứng rằng là 3-4 cuộc gặp gỡ từ Nguyễn Xuân Phúc ở Hải Phòng cho tới Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội cho đến Trần Đại Quang ở Sài Gòn đều nói đến hai thứ. Một là an ninh mạng, hai là đặc khu. Nhưng mà nghe là một chuyện nhưng mà làm là một chuyện khác. Thực tế cho thấy, dù khắp nơi trên cả nước nổ ra đợt biểu tình vào ngày 10 tháng 6 với các khẩu hiệu phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng, thì đến ngày 12 tháng 6, Quốc hội Việt Nam vẫn thông qua luật an ninh mạng. Theo nhiều người, thì đây là một bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy các lãnh đạo không hề nghe ý của người dân. Còn giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng Ban Dân vận Trung ương, đặt ra câu hỏi rằng nếu Quốc hội thực sự muốn lắng nghe ý dân, thì vì sao đến nay luật trưng cầu dân ý vẫn chưa được áp dụng? Người ta đã làm luật cho nó vui thôi, để mà dọa thiên hạ, cho rằng mình cũng văn minh, mình cũng có luật. Và nói như bà Ngô Bảo Thành ngày xưa, cũng là một nghị sĩ Quốc hội đấy. Để bà bảo là Việt Nam thì có một cái rừng luật, nhưng mà chỉ thi hành luật rừng thôi. Cái hội nghị bàn về chống tham nhũng mà Nguyễn Phú Trọng chủ trì gần đây thì có tuyên bố là phải dựa vào dân để chống tham nhũng. Thế nhưng mà nói thế cũng là nói cho hay thế thôi. Nhưng mà dựa vào dân thì phải có báo chí tự do để cho dân nói tiếng nói của mình. Thì họ đem họ thực hiện cái luật an ninh mạng, tức là khóa mồm, khóa mọm dân lại. Thế thì lấy gì mà lắng nghe? Muốn tôn trọng ý dân thì phải có tự do tư tưởng, phải có tự do báo chí, phải có quyền lập hội, phải có quyền biểu tình. Người ta có cái quyền biểu tình, người ta bày tỏ cái chính kiến của người ta về vấn đề này, về vấn đề khác. Một chiến dịch mà cơ quan chức năng ở Sài Gòn đang làm mà giáo sư Nguyễn Khắc Mai gọi là trò hề. Đó là họ đã phân phát những tờ rơi giải thích về luật đặc khu đưa tới từng gia đình và bắt họ ký vào. Ông nghi ngờ sau này chính quyền sẽ nói đó là bằng chứng mà người dân đã đồng tình với luật đặc khu. Ông khẳng định đây không phải là một hình thức trưng cầu dân ý. Trước đây, trong một phiên thảo luận về luật trưng cầu dân ý, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đại biểu Quốc hội, đã phát biểu rằng dân trí thấp không thể tùy tiện trưng cầu. Phát biểu của ông Huệ đã vấp phải nhiều sự phản đối từ phía người dân. Luật sư Ngô Anh Tuấn cho rằng, trưng cầu dân ý hay lắng nghe người dân chỉ là những câu nói xã giao của giới lãnh đạo. Theo đúng theo luật ấy, và theo luật được hiểu ấy, thì là đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí nguyện vọng của dân.
thì có thể cái lắng nghe này, có thể người ta sẽ nói bằng cái cách rằng là những cái đại biểu đó lắng nghe ý kiến của dân rồi phản ánh lại với Quốc hội, của lắng nghe thực sự cái người dân một cách trực tiếp của lãnh đạo ấy, thì gần như là không có. Thế tôi thấy thì cái việc lắng nghe này thì đó là những cái từ dùng chung và có thể là quen thuộc, họ hay dùng với nhau thế thôi, chứ còn tôi thấy là nó không có giá trị gì. Trả lời câu hỏi rằng người dân cần làm gì để tiếng nói của họ được lãnh đạo lắng nghe, trưng cầu, giáo sư Nguyễn Khắc Mai nói. Bây giờ dân thì đòi hỏi nhiều quyền, chỉ còn có cái là phải tập hợp nhau để lên tiếng, để đòi lại cái quyền lợi ấy để cho nó đàng hoàng. Và có dịp nào đấy, thông qua bầu cử thì loại trừ những cái anh ức ơ ra, dốt ra, cày quyền ra, và sẽ thay bằng những cái nghị sĩ nó đàng hoàng hơn, thì may ra thì họ có thể là hiệu luật và họ biết là thế nào là dân để họ có cái sự tôn trọng. Luật trưng cầu dân ý của Việt Nam quy định rõ, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên là người có quyền bỏ phiếu biểu quyết. Những vấn đề cần trưng cầu dân ý bao gồm toàn văn hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của hiến pháp, vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia, vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước hoặc vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước. Tiếp tục chương trình thưa quý vị, thêm một dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện trị giá 2 tỷ đô la Mỹ mới đây được Bộ Công Thương đề xuất giao cho doanh nghiệp liên doanh với Trung Quốc. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, vì sao chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục làm ăn với doanh nghiệp Trung Quốc, bất chấp những hệ lụy như công nghệ lạc hậu, lỗi thời, dự án đội vốn và liên tục gây thất thoát trong hàng chục năm gần đây. Mỹ Lan có bài tìm hiểu sau đây. Bộ Công Thương mới đây có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo phương án hợp tác đầu tư một số dự án nhà máy nhiệt điện. Theo đó, Bộ này kiến nghị Thủ tướng giao liên danh thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 Nghệ An thay cho Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV. Lý do là vì TKV không đáp ứng được nhu cầu vốn triển khai dự án đúng tiến độ và gặp khó khăn trong huy động vốn từ hai nhà đầu tư là COSPO và Samtan của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đánh giá năng lực của liên danh tập đoàn Relesimco và công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Kông United cho thấy phương án tài chính mà Relesimco và liên danh đưa ra lại phần lớn dựa vào vốn vay từ Trung Quốc với tỷ lệ vốn đối ứng 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay. Dự kiến lãi suất vay từ nguồn tín dụng thương mại là 10,86% một năm và quốc tế là 11,77% một năm. Do đó, dự án này một lần nữa đặt ra nhiều nghi vấn đối với các nhà chuyên môn xung quanh tính khả thi và hiệu quả sau hàng loạt những tồn tại đã và đang diễn ra tại các dự án do nhà thầu Trung Quốc triển khai. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói về điều này. Sự thực mà nói là tôi cũng thường xuyên đặt câu hỏi để tôi tự trả lời xem là tại sao. Tất nhiên là nó có một cái lý rất là cũng nhiều người cho rằng là đấy cũng là lý, nhưng mà nó mang tính hình thức, tức là các doanh nghiệp Trung Quốc thường là chào với cái giá nó rất rẻ. Thế nhưng mà một cái lý do mà thường tôi vẫn cho rằng là cái logic thực tế của cuộc sống nó hay nằm ở chỗ đó, chính là câu chuyện gọi là câu chuyện tham nhũng ở trong cái quá trình mà thực hiện đấu giá đấu thầu. Trước ý kiến cho rằng việc doanh nghiệp Trung Quốc có chính sách lại quả từ 30% đến thậm chí 50% giá trị dự án chính là nguyên nhân khiến doanh nghiệp Trung Quốc thường trúng thầu tại các siêu dự án tại Việt Nam, giáo sư Võ bày tỏ quan điểm. Việt Nam hiện nay có một cái mà cho rằng đấy là điều dở, tức là cái thứ nhất là một cái mối quan hệ thân hữu. Quen thân rồi thì cứ như thế là nó giải quyết công việc nó nhanh. Nó tiện thì đấy gọi là cái chủ nghĩa thân hữu trong quản lý ở Việt Nam thì còn hiện nay là chiếm một cái xu thế khá mạnh. Thế tất nhiên là cái đó thì thường nó lại gắn với tham nhũng, có thể lúc đầu thì chưa thân lắm, nhưng mà rồi qua cái công việc, qua những cái hoa hồng đấy thì sẽ dẫn tới quen thân dần dần rồi thành ra dần thành nếp. Đấy là một cái mà tôi cho rằng nhược điểm rất lớn trong hệ thống quản lý của Việt Nam, mà cần phải khắc phục, bắt đầu từ việc bài trừ cái chủ nghĩa thân hữu. Đồng quan điểm với giáo sư Đặng Hùng Võ, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long, nguyên viện trưởng Viện Quản lý giá Bộ Tài chính giải thích thêm. Quá quan trọng về cái chỉ tiêu về giá
nó bỏ với giá thấp, nhưng trong quá trình bỏ giá thấp nó lại dùng những cái chiêu trò thì cuối cùng nó nâng giá lên thì cuối cùng cũng là bằng vô nghĩa. Thế thì thực tế như vậy. Cái thứ hai là bên cạnh đó thì nó có những cái điều kiện của nó, ví dụ nó có điều kiện là cấp cho cái vốn vay tín dụng, đấy là những cái ưu điểm. Cái một vấn đề nữa cũng phải hết sức thông cảm là cái cách làm ăn quan hệ của Việt Nam với của anh Trung Quốc thì có quan hệ lâu rồi. Đấy, thì cái đó cũng là cũng nó tác động. Thì tuy nhiên là phải nói thẳng ra là nhiều cái dự án mà hiện nay Trung Quốc đầu tư tham gia đấu thầu để thực hiện thi công thầu ấy, thì rất là lãng phí kém hiệu quả. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cũng cho rằng rất nhiều các dự án mà Trung Quốc đã trúng thầu và đang thi công đều gây lãng phí, bởi trên thực tế công nghệ của Trung Quốc yêu cầu chi phí đầu tư và duy tu bảo hành cao, tuy nhiên lại không mang lại hiệu quả kinh tế như mong đợi. Trong khi đó, giáo sư Đặng Hùng Võ lại lên án những hậu quả đối với môi trường từ các công nghệ của nhà thầu Trung Quốc. Ông nói, cả những cái mà Việt Nam đã nhìn thấy rồi, như là những công nghệ xi măng lò đứng, rồi mía đường, rồi nhiều thứ công nghệ khác, Việt Nam cũng đã nhập của Trung Quốc, thậm chí là biết rồi nhưng mà vẫn trở thành là một loạt cái nhà máy xi măng lò đứng hiện nay vẫn cứ đang làm việc và vẫn đang gây ô nhiễm môi trường. Và trong khi ở Trung Quốc thì người ta đã bỏ xi măng lò đứng từ lâu rồi. Thực tế này được minh chứng bằng các dự án như dự án tổ hợp Bauxite Tây Nguyên đội vốn hơn 30.000 tỷ đồng và chậm tiến độ hơn 6 năm. Dự án nhà máy gang thép Lào Cai và dự án mỏ sắt Quý Sa trị giá 6.000 tỷ nằm đắp chiếu. Dự án nhà máy đạm Ninh Bình, một trong 12 dự án đội vốn thua lỗ nghìn tỷ của Bộ Công Thương. Hay gần đây nhất là dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, đội vốn hơn 7.000 tỷ đồng và chậm tiến độ 3 năm tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó là hàng trăm dự án xây dựng và giao thông lớn nhỏ trải dài từ Bắc vào Nam cũng đang gặp phải những vấn đề về chi phí đầu tư và tiến độ gây thất thoát lãng phí, làm tăng thêm gánh nặng về lãi suất và gây nên những hiệu quả tiêu cực đối với đời sống, kinh tế, xã hội của người dân. Tiến sĩ Ngô Chí Long nói tiếp. Gần đây thì phải nói là cái bệnh gọi là chậm tiến độ, đội vốn kéo dài hay là thất thoát lãng phí trong đầu tư công, nó là một bệnh trầm kha, một bệnh cố hữu của Việt Nam. Hiện nay là đối với các dự án đầu tư công của Việt Nam ấy, thì thường là phải 40-50% các dự án phải điều chỉnh do chậm tiến độ, do chi phí đội lên, đấy nó rất là lớn. Tiến sĩ Ngô Chí Long cũng cho rằng, mặc dù đã có luật đầu tư công ban hành từ năm 2014, nhưng do năng lực hạn chế của đội ngũ cán bộ quản lý nên tình trạng trên vẫn không hề được cải thiện. Trong khi đó, giáo sư Đặng Hùng Võ đưa ra khuyến cáo trong việc lựa chọn nhà thầu có thể đảm bảo được những yêu cầu kỹ thuật trước hết, rồi mới tính đến các phương án giá bỏ thầu khả thi để tránh tình trạng nhà thầu không vượt qua được rào cản kỹ thuật, đình trệ thi công và liên tục đề xuất tăng vốn, gây thất thoát ngân sách nghiêm trọng như hiện nay.